Mình đi học thấy mẹ mình đi lượm ve chai bán, như mình thấy thương mẹ mình hay là mình thấy mắc cỡ với bạn của mình bé Oanh? Người nào cũng là người mà chú, mẹ sao á, mình không làm gì xấu trong xã hội gì thôi. Mẹ con làm gì thì con thấy á, hạnh phúc và tự hào. Mọi người, ông bà cô chú anh chị ơi, nhớ like, nhớ đăng ký cho chú đồi hồ nha mọi người. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và phía trước mặt của cô bác quý anh chị là ngôi nhà của bé Oanh, cô bé Oanh Khoai 8 tuổi cùng với mẹ của mình. Hôm nay thì Bùi Hồ đến đây cũng vào dịp chập tối, công việc rất là cập rập nên đến đây chập tối thì cũng như coi cái nếp sinh hoạt của hai mẹ con như thế nào, cũng như là thay mặt Mạnh Thường Quân để mà trao cái số tiền cho hai mẹ con để có sinh hoạt, tại vì sau khi cất nhà thì hai mẹ con không có còn cái chi phí sinh hoạt đó. Chị Hiền ơi, dạ ra đây đi chị, bé Oanh. Chào chú Mười Hồ, dạ chào ông bà cô chú dạ. Ôi trời ơi, bữa nay nhìn kìa, lột nón ra đi chị. Thôi ngồi xuống đi, hai mẹ con ngồi xuống đi. Rồi bây giờ cho em hay coi tình hình của hai mẹ con sao rồi, sức khỏe. Đầu tiên là thấy hai mẹ con là thấy bé Oanh là xanh xao nè, cái mặt hình như là bữa nay hình như sưng sưng lên, em có để ý á. Tay cháu bệnh nữa chứ. Thấy mặt của con là sưng sưng lên rồi, hổm ngày đi học được chưa? Dạ rồi, con đi học từ bữa 2 rồi. Thấy cái mặt rất là khác rồi nè ha. Bị ốm nhiều quá chị. Ốm nhiều tại sốt mà chú. Con ăn gì quanh? Dạ. Hổm ngày ăn cơm gì? Dạ, mẹ con mua cơm cho con ăn. Ăn cơm với chị, nói cho chú Bùi Hồ nghe vậy. Dạ, có bữa ăn cơm với thịt, có bữa ăn cơm với trứng. Rồi có bữa ăn cơm sườn nữa. Chị chắc bệnh gì thì chắc không có nấu nướng gì được đâu hả chị ha. Chị đi ra chợ chị mua. Mua cơm người ta nấu sẵn ha. Có bữa chị mua cháo nữa. Ra bữa chị bé quanh thèm bún, chị không biết đó. Ra cô ngoài phố la, nó đừng cho cháu ăn bún, mày cũng không ăn bún luôn nha bé Hiền. Nó dạ con cảm ơn cô. Nói là con yếu trong mình nó giặt con á, chứ không phải là cô không cho ăn. Cô nói gì phải rồi. Ăn bún nó giặt mình á. Là bé Oanh bữa nay ăn được mấy chén cơm? Nói cho chú nghe, cho chú Dạ con mừng đây không ông bà cô biết. chú. Con không biết chị ơi. Chiều nay hai mẹ con cơm gì? Nay con chưa ăn. Con chưa ăn. Thì hai mẹ con không ngày buôn bán sao rồi? Chị mưa đâu đi bán được đâu, chú Hồ bảo liên tục mưa đâu có ngừng đâu, ngày nào cũng mưa hết. Có hồi sáng nắng được có một chút à, rồi còn nhiều mưa tiếp đó, đồ không khô nữa, mua thêm 3 cáo học sinh nữa. Ừ, tiền đâu mua hết, tiền rồi tiền đâu mua? Thì 3 cái đồ phế liệu mà chú kêu tuyển dòng đó, là 3 cái thiết rồi sắt dụng rồi các kiểu, 3 cái đồ của mình lần Thì đó. cái nào mình không xài thì mình bán. Thôi bán được nhiêu chị? Bán được 460, chị mua 3 cái áo hết 300 mấy rồi, đặng cho cháu đi học mưa liên khúc mà, Mua liên tổng cộng 7 cái áo luôn đó. Rồi hiện nay trong mình là hai mẹ con còn được nhiêu tiền? Mua hết trơn rồi. Hết luôn hả? Rồi ví dụ như mai ngày ăn uống bằng gì? Cái đâu giải chết luôn, bắt miếng cháo lên rồi mua cá lóc 20.000 để vô rồi cả ngày. Nhưng mà tiền đâu mua con cá lóc? Thì đi mình vòng vòng nè, nhập mũ nhập đồ mình bán cũng kiếm tiền. Đi lượm Bên mũ hả? ở đằng trước phố bỏ đó, Ôi trời ơi. cái em đi nhặt 3 cái thùng rồi 3 cái chai nhựa. Là chị có nhặt không? Có Ở bé Oanh có nhặt không? không, bé quanh đi học. Là chị nhặt mũ bán kiếm tiền. Ôi trời ơi. Có gì đâu. Rồi thấy mẹ kể vậy thấy thương không Oanh? Rồi hai mẹ con không còn tiền, tiền đâu khám bác sĩ? Mượn mấy cơ vòng vòng sớm. Mượn được nhiêu rồi? Mượn hết nhiêu rồi? Con không biết. Chị mượn hết nhiêu rồi chị Hiền? Chị mượn 1 triệu. Mượn 1 triệu hả?
để mà khám bệnh. Chị đi bán rồi chị góp lại. Mượn triệu là cũng hết luôn rồi. Tiền thuốc chứ không phải chi xài. Dạ dạ, ý em nói là tiền khám bệnh cho bé Oanh đó. Dạ. Là hết luôn rồi. Là có nghĩa là mượn triệu để mà khám bệnh, còn tiền xài là chị đi móc bột mũ. Chị đi ra lụm mấy chai nhựa với mấy thùng giấy á. Giấy thì bán được 1 ký 3 ngàn, nhựa là bán được 1 ký 5 ngàn. Lụm mấy ngày nay rồi chị? Thì từ bữa chú đi lại làm tới bây giờ đó. Giờ còn ngoài một bao nữa. Còn một bao mà chị chưa căng. Ngày nay là chị bán được nhiêu? Chưa căng. Hôm qua? Chị dồn lại mới bán được 1 ký có 5 ngàn à. Rồi bé Oanh đi học có tiền không? Có, chị cho 10 ngàn đó. Vậy là mỗi ngày chị phải làm 40-50 ngàn mới đủ tiền đúng không? Đúng rồi. Bé Oanh mẹ cho 10 ngàn con ăn gì? Dạ con sáng ăn sáng. Sáng ăn sáng với còn mùa nước ăn với mùa bánh. Ăn gì là có nghĩa con ăn xôi hay là học con cơm hay con mua sữa gì đó? Dạ con mua sữa với ăn bánh. Hôm nay nghỉ học đi học kịp bài vở với các bạn không? Dạ kịp, mấy bạn chỉ con làm mấy cái bài mà con không biết. Đọc chữ gành chưa? Dạ chưa, nhưng mà con đọc còn tiến bộ hơn xíu rồi. Nhưng mà con đọc chữ chạy không? Dạ chưa chạy lắm. Tại vì lo cứ tối ngày lo cùng với mẹ để mà lo hết chuyện này chuyện kia rồi bệnh hoạn tới nữa. Hôm nay có ai ghé thăm gia đình mình không chị Hiền? Có mấy cô thì vòng vòng mới sớm đó nhờ. Thì chị nói đi ra nhờ mấy cô cho chai nhựa chị bán nó lụm đó. Dạ. Với giấy muỗng. Nó trời mưa thì nó ướt rồi chị chùm lại, chừng nào khô thì chị phơi ra thì chị bán. Giấy thì 1 ký 3 ngàn. Chai nhựa là có nghĩa chai nước suối đó. Là chị bán được 5 ngàn 1 ký. Cũng có. Hôm nay đi học có gì vui chờ kể cho chú Hồ, cô bác của anh chị nghe không ơi? Dạ bữa nay con học tiếng Anh với lại toán với là tiếng Việt. Ngày mai là con học về học mỹ thuật với lại mấy môn chứ tự nhiên và xã hội, hoạt động trải nghiệm. Ở trên lớp có gì vui không? Dạ có. Cô của con với chị nó vui hài hước nữa. Cô bác của anh chị biết không, hôm nay nhìn bé Oanh nhìn xuống sắc rất là nhiều. Vừa đen nè, vừa ốm nè, mặt hình như là giống như giữ nước hay sao á. Dạ, nó còn 18kg ốm thiệt chú. Hôm nó được 20-21, hôm nay có 18kg nè. Dạ, em thấy bữa nay ốm dữ lắm luôn á. Bệnh. Dạ. Hôm nay hai mẹ con ngủ ngon không? Dạ ngon, nhà mới, êm ok, đẹp. À. Hôm nay đi với Đạt hình như là cái bóng đèn bị hư hay là bóng đèn cũ của chị Hiền, bữa nay lấy gắn lại đó. Được, bóng đèn cũ á. Bữa nay là Đạt đi mua bóng đèn mới luôn. Hết nhiêu tiền? Đó chú Đạt tận tâm á, thấy không? Làm là nhiệt tình cho thấy mẹ thấy vậy đây. Con thì nhỏ là chú tận tình làm nhiệt tình luôn mà, chứ không khi nào mà như người ta đâu. Dạ. Rồi mua thấy bóng đèn bị đứt rồi mua chạy đi mua cho cái bóng đèn luôn đó. Nó Đạt dễ thương lắm. Đúng rồi. Hiền hậu đạo đức nữa. Dạ. Giới cho nhiều cô chú anh chị gặp kêu chú Đạt làm nhà học nhiều. Cảm ơn bà cô chú rất nhiều. Chiều nay giờ này 5 giờ mà chưa ăn cơm nữa hả bé Oanh? Dạ. Con thường cơm mấy giờ? Các bữa ăn sớm, các bữa ăn trễ. Vậy hả? Dạ. Hôm nay có đi học buổi chiều không? Dạ không, bữa tư con được nghỉ buổi chiều. Ông gà có nhà mới có dắt bạn lại chơi chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Tại do con bệnh. Tao đưa chú Hồ gờ ráng coi.
Hạ ha. À, cũng không có nóng lắm. Nhìn thấy cái gương mặt rất là hốc hác mà những và dạ, những cái lần trước á là em đi lại đây á thì thấy gương mặt đôi mắt rất là lanh lợi. Mà đờ rồi. Bây giờ bị đờ rồi. Cười không nổi luôn hôm bé Oanh. Cười coi. Cười con. Vậy tại nó bệnh nó vậy chứ nó liếu lò chứ. Dạ. Tại vì do nó bệnh cái nó vậy thôi. Ừ, nếu như mà trong thời gian sắp tới mưa nữa thì chị cũng tiếp tục đi móc bọc đi móc mũ tiếp hả? Thì ra ngoài thì cô chú cho mùa nhựa thì chị ấy nhựa chị bán tiếp vậy đó. Rồi không thì chị dọn ba cái đồ của chị ra chị bán, nhưng mà dọn không được đâu, mưa hoài luôn. À thôi bây giờ mưa thì có vốn hai mẹ con đi bán, chị đi bán 50 tờ giấy số được không? Chị gọi chắc không nổi rồi, có ngồi chỗ thì kiếm chỗ nào. Kiếm chỗ cái bàn nào đó mình ngồi chỗ. Ngồi chỗ thì được chứ lội là chị. Chứ đừng đi mua thấy thấy chị đi móc từng cái chai nhựa thì thấy tội quá, mà bán không có nhiều tiền. Thì 50 tờ giấy số chị cũng bán được 50 ngàn, tiền mặt á được 60 ngàn thì cũng đủ xài ngày đó. Thì bây giờ khi nào mà hết mưa thì mình đem đồ kia ra bán, còn bây giờ tạm thời mình bán cái số đi. Nhưng hoặc cái... là mình đội ra loại ra trước mình đi chợ gì đó mình cầm mình nhờ cô chú ủng hộ. Chịu không? Chịu thì cô Mạnh Thường Quân sẽ góp vốn cho chị. Thôi chị bán đồ của chị, cái chân của chị nó đi không có lành mạnh như người ta, chứ công việc gì thì chị cũng mang. Nhưng mà có cái là nó ôm rồi nó phiền lòng cái lệ để... chú Hồ ơi chị ôm với số hết rồi chú Hồ ơi, vậy chị ngại bây giờ không nói được. Thôi bây giờ vậy đi, bây giờ coi như là em thử nghiệm với chị đi. Thì chị lấy 50 tờ giấy số chị bán, chịu không? Chứ là nhỏ là chị bán giấy số điêu luyện luôn mà. Chị nhỏ hơn bé Quanh cha, chị chết chị nói chú Hồ đó. Chị bán số tờ có 200 đồng thôi đó. Dạ, ngày xưa em cũng từng bán giấy số mà. Chị bán là vô địch luôn rồi. Tại giờ cái mình lớn rồi, sức khỏe của mình đó, nói chung là cái giò chị nó đau nó thẳng là vậy luôn đó. Thứ nhất chị chịu không nổi mà tại chị không có than thở hoài. Em cũng ngày xưa đi học á là lớp lớp 5 lên lớp 6 á là nghỉ hè là bán vé số. Lớp 6 lên lớp 7 nghỉ hè là bán vé số. Là bán số luôn. Dạ. Mà từ đây lội tới chợ Long Thiên mà em nghĩ đi, cái này là khu nghĩa địa vùng 5 thì cô chú biết hết à. Đó. Thôi thôi bây giờ gì đi, chịu bán vé số không? Chịu đổi đi, bây giờ thử bán đi. Mình thử bán mình đừng có đi. Sao mình để đặt cái bàn ngoài trước hay là sao đó, hoặc là đi chợ mình có đạp xe đi chợ thì mình vô chợ mình bán. Bây giờ chứ nó đặt cái bàn rồi ở đây mình đặt cũng có được đâu. Trời mưa luôn, đu xe bu mình ở ngoài trời không có được đâu. Dạ thì nếu như có dịp bán cái số chịu không? Không, chị bán đồ cũ vậy à. Rồi ví dụ mà ông trời ông nắng thì chị mua kèm vô chị bán thêm đừng đẻ được tiền nữa, mình có mình mưu sinh đó. Mà lãnh rồi chị bán không hết rồi cái chị ôm mà cái chú Hồ nó trời ơi chị tại quá chị ơi, bán ôm đứt vốn hoài tội nghiệp chị, đúng không? Chứ chị có ý kiến là chị rất cảm ơn em. Chị còn nhỏ chị bán mấy số điêu luyện, cưng hỏi hết mấy chú ở đây gì lịch nè, bỏ cái số cho chị bán đó là tiền á thì về trả sao rồi về lời á thì cưng ăn, là có nghĩa chị không có sức vốn gì hết trơn á. Với số á là gì hay lịch lấy. Dạ, dạ. Có nghĩa là vốn gì đưa cho chị đi bán, lời chị ăn chỉ vốn trả đi thôi. Dạ. Thấy mẹ mình đi học, thấy mẹ mình đi lượm ve chai bán như mình thấy thương mẹ mình hay là mình thấy mắc cỡ với bạn của mình bé Oanh? Người này cũng là người mà chú mẹ sao á, mình không làm gì xấu trong xã hội gì thôi. Mẹ con làm gì thì con ấy á hạnh phúc và tự hào. Sao tự hào? Dạ, tại vì mẹ con làm gì tốt đâu, có gì đâu mà xấu mà con phải ngại với bạn bè. Chú Hồ hỏi thử nè, ví dụ như bạn bè của bạn giới thiệu là mẹ bạn của mình thì làm bác sĩ, ba của mình làm bác sĩ, ba của mình làm giáo viên, hoặc là ba của mình làm công an. Còn ví dụ giới thiệu mẹ của mình thì đi
hàng ngày phải đi lụm dây chai bán phế liệu thì ngại không? Dạ không, người nào cũng là người, nghĩ sao mình giúp cho xã hội một ngày càng phát triển lên là được rồi. Nhưng mẹ con đó, mẹ con thì không có như ba mẹ của mẹ con, bạn con được. Thì mẹ con cũng làm có ích cho xã hội mà. Ừ. Mẹ con đâu có làm chuyện gì đâu mà con phải xấu hổ. Ví dụ như mẹ con làm một cái công việc khác á, mà vì con, mẹ con làm phải một cái công việc mà bất chấp, ví dụ như phạm pháp chẳng hạn, ví dụ chú ví dụ thôi nha. Thôi mẹ sợ lắm. Ví dụ số vừa hậu ơi, chứ đừng có áp lực con nữa. Sao áp lực con? Thôi mẹ dạ. Con không hài chứ cha mẹ con làm người hát đi người. À, ý nói là chú ví dụ nè, mẹ con thương con như đi. Mẹ con làm bất chấp tất cả làm mọi việc phạm pháp để mà có tiền thì con có vui không? Mẹ nhát lắm chú Hồ ơi. Hả? Dạ không, tại vì á mẹ con á dù ai nói ngã nói nghiêng ta vẫn như kiền ba chân. Cái này con không nhớ ai là tác giả hồi lớp 1 con được học nè. Dù ai nói ngã nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Dạ đúng rồi, mẹ con á lòng vững lắm. Mẹ con á làm gì tốt không có làm gì xấu đâu. Với mẹ con nhát lắm. Mẹ con nhát lắm. Mẹ con làm để cho con có nhiều tiền mà. Dạ thôi. Dạ sao thôi? Dạ tại vì mẹ con làm người đó thì mẹ con cũng kiếm sắm được mà chú. Đâu phải không? Nhưng mà đâu. Mẹ con đi lụm bọc gì thì ngày có 20-30 ngàn, có 10 ngàn, có 40-50 ngàn, vậy thì lâu lắm mới giúp cho con giàu được. Mẹ con làm người kia. Dạ thôi, mẹ con làm người kia con thấy không vui. Mẹ con làm người này hà có cực khổ. Nhưng mà cái đó vẫn là mồ hôi, đồng tiền, nước mắt mẹ con làm ra thì con vẫn vui hơn. À, giỏi quá. Nãy giờ thì chú Bùi Hồ chỉ nói chơi thôi. Dạ. Thì chú Bùi Hồ cũng nghĩ giống như con vậy đó. Nghề nào thì cũng là nghề. Thì mẹ con cũng nghĩ vậy, nghề nào cũng là nghề, làm nghề chân chính là được rồi. Đừng có, dù cho là mình làm lao công hay là mình là đi lượm ve chai để mình bán, mình kiếm tiền. Hoặc là mình đi chăn vịt hay là mình làm nghề gì đi chăng nữa thì cũng là một cái nghề do mồ hôi nước mắt của mình. Mình bỏ ra thì mình được trả công lao động thì nó vẫn vui hơn đúng không? Dạ. Yeah. Sau này bé Oanh lớn lên cố gắng học. Dạ nhớ à. Học để mai mốt làm nuôi lại mẹ, mẹ 100 tuổi già cho mẹ khỏe, mẹ khỏi lo về tiền bạc nữa. Dạ. Hôm nay á thì chú Bùi Hồ đến đây nè. Hôm trước thì coi được cái clip của con á với lại mẹ á, thì một cái cô này á là ở bên Canada, cô tên là cô Lan Đài ở Canada. Thì cô gửi cho con với mẹ một cái số tiền rất là to luôn. Đó là 10 triệu để hai mẹ con sinh sống trong cái thời gian sắp tới. Tại vì cô nói là bây giờ không có tiền rồi, cũng hai mẹ con không biết sao nên cô gửi. Cô Lan Đài ở Canada gửi cho hai mẹ con 10 triệu để sinh hoạt. Cảm ơn cô đi con. Dạ con cảm ơn cô Lan Đài ở Canada đã chặn cho hai mẹ con 10 triệu. Con cảm ơn cô rất nhiều. Con chúc cho cô nhiều sức khỏe, trẻ mãi ông già, làm ăn phát tài phát đạt, tiền vô như nước, vạn sự như ý. Con cảm ơn cô. Cúc cô giờ thật giàu, rất nhiều hoàn cảnh khó khăn giống như con quên hết rồi. Chúc cô giờ hít giàu luôn, để giúp nhiều hoàn cảnh giống như con cảm ơn cô rất nhiều. Chị cô gì mẹ quên rồi. Cô Lan Đài. Cô Lan Đài. Con cảm ơn cô Lan Đài đã hỗ trợ giúp đỡ cho con 10 triệu để con lo trang trải cuộc sống cho cháu uống thuốc. Con chân thành cảm ơn cô. Con chúc cô nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Con chúc cho cô thật là giàu để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn giống như con. Con chân thành cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, một em biếm hai luôn hả chị ha. Một
2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây là số tiền 10 triệu cô Lan Đài ở Canada gửi ủng hộ cho hai mẹ con trong cái thời gian khó khăn này. Thì rất mong thì cái số tiền này sẽ là một cái phương tiện cho chị mưu sinh trong cái thời gian sắp tới, cũng như là có tiền chữa bệnh cho bé Oanh, và cũng như là có số tiền cho chị làm vốn để chị trang trải trong cái cuộc sống để mà kiếm một cái nghề nào đó chị làm ha. Đây em gửi cho chị. Con cảm ơn cô Lan Đài đã hỗ trợ cho con 10 triệu. Như con xin phép ý kiến của cô là cái chân con đau, con ham mua một chiếc xe nước mía để con để đằng trước con bán cho học sinh. Con hỏi ý kiến cô được thì cô cho phép thì con mua, cô không cho phép thì con không mua. Đồng ý luôn, em thay mặt cho cô đồng ý cho chị. Tại cô thì sau khi đăng clip này lên đó thì cô sẽ xem được, nhưng mà em đại diện xin phép cô Lan Đài là đồng ý cho chị mua xe nước mía bán. Tại vì công việc đó vừa không bị đi nhiều nè, rồi ở tại chỗ có thể cho bé Quanh được học hành. Chị đi ha chị. Thì lần sau qua thì em uống ly nước mía của từ chị xây. Ha, vậy mai mốt mua. Bây giờ như thế này, số tiền này thì chị mua một cái xe nước mía 4-5 triệu vậy đúng không? Thì mua đi tính tiếp. Rồi còn tiền thì chữa bệnh cho bé Quanh, mua ăn uống bồi bổ đồ vô hai mẹ con. Cho một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng đồ vô đi. Để thấy ốm xanh xao quá à. Ha. Rồi. Vậy là khi nào chị tính mở bán nước mía? Chị tính mời chị đi mua luôn đặng mấy thứ này em chị học sinh đi học. Điện đồ chị xả đâu á. Ủa xe nước mía chị thấy người ta có xe không có điện đó, xe chạy bằng chị quay tay không nổi rồi. Không phải quay tay, có xe nó chạy bằng bình đó. Có ông chú Đạt biết chỉ giùm chị. Chị thấy không, bình thì em chưa thấy, nhưng mà thấy là nó xài điện sống không á. Thằng quay tay hồi xưa giờ máy đó hồi giờ đó không ít ai xài. Còn bây giờ siêu sạch thì nước mía siêu sạch là bà xài điện á. Chị thì thôi bây giờ như này, mai chị hỏi á, nói là nhà chị không có truyền điện ra được, thì có xe nào mà không có sử dụng điện đó, thì chị hỏi chị bác ha. Để thôi mình xài điện, nhưng Đạt nói đúng đó. Vậy ha chị. Ồ vậy là hay, mẹ bán nước mía kìa, khỏi đi móc lụm ve chai nữa kìa, vui không? Dạ vui, tại mẹ con đỡ nắng nôi. Với cỡ này anh chị học sinh á, đi học nhiều lắm. Anh chị mua ủng hộ mẹ hả? Con nhớ lúc đó mẹ con còn bé rồi, anh dặn anh chị cũng mua ủng hộ nữa. Thôi em thấy bán nước mía là hợp lý đó. Vậy ha chị ha. Thôi hôm nay thì đến đây cũng vào một buổi chiều muộn rồi, hai mẹ con cứ tranh thủ nấu ăn đi, rồi mua một cái đồ gì đó ngon ngon để bồi dưỡng sức khỏe cho bé Oanh. Thì xin chào gia đình mình. Một lần nữa thì Bùi Hồ chân thành cảm ơn cô Lan Đài ở Canada đã hỗ trợ cho gia đình hai mẹ con của bé Oanh số tiền rất là lớn, với 10 triệu đồng để mà có chi phí trang trải trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ạ. Mọi người, ông bà cô chú anh chị ơi, nhớ like, nhớ đăng ký cho chú Bùi Hồ nha mọi người.